Mặt tiền đường Trần Thành nha, cách đường Hưng Phú ra khoảng 80m. Đó là ra đường Hưng Phú nè, quẹo trái á là lên cầu Chữ Y, quẹo phải là xuống cầu Nguyễn Tri Phương nha, cách mặt đường khoảng 80m. Ở đây ra bờ kè Võ Văn Kiệt là chỉ là khoảng 30m thôi. Đó, đây căn mặt tiền ngang 4 dài 7m. Đó, một lầu có căn gốc nha. Đây. Nhà rất là đẹp nha anh chị và các bạn. Nhà đẹp kiên cố, có cửa sau luôn. Cửa hông, đây là cửa hông tại vì chủ nhà không có sử dụng. Dạ. Được không? Chưa, đây. Đây trên đây là đầu đúc giả nè. Có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Đây. Đây là phòng thờ. Trong đây phòng ngủ nè. Đó. Một phòng ngủ. Rộng rãi. Có toilet trong phòng luôn. Đó, toilet là dán full nè. Sạch sẽ. Đây. Này phòng thờ. Có ban công. Ban công xung quanh luôn nha. Đó ra Võ Văn Kiệt đó, nhìn lên bên đó Võ Văn Kiệt theo về chợ. Buôn bán về, buôn bán vừa ở vừa buôn bán kinh doanh luôn nha. Đó bên đó là nhà thờ chợ quán đó. Nhà thờ chợ quán Võ Văn Kiệt nè. Ra bờ kè chỉ 40m thôi nha, ra bờ kè 40m. Rồi các bạn và các anh chị quan tâm mình liên hệ gọi ngay số điện thoại 0971 921 339 nha, gọi ngay anh Thình 0971 921 339.